Điệu disco nè, phát 2, phát 4 là có kick nha. Rồi, thầy đi con. Ok, tốt, lần nữa đi con. Ô, thẻ là 3, 3 là đâu có kick đâu. Ờ, 3 đâu, đâu có snare đâu. Lộn rồi đó. À, lại. Dễ lộn. Ok, đó, rồi, tiếp nữa con. Ok. Chân nó giật xuống là đúng rồi đó. Rồi lại coi. Nó quen. Ok, tốt, lần nữa. Đó, cái chỗ snare với kick nó bị cái trước cái sau á. Làm sao cho nó nghe đồng bộ ăn một cái đó, cả chân và tay luôn à. Ok tốt rồi đó con. Good rồi, bây giờ cũng đánh 3 ô, sau đó lại ngắt cho cơ thể nó hiểu được, cả hai tay một chân nó hiểu được, sau đó lại 3 ô lại ngắt ha, lại để. Ba 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 là kick thôi, không có snare, hay quên đó.